thì chúng ta đã học xong chương 3 các phản ứng hóa học. Hôm nay cô cùng với các em sẽ làm các bài tập cuối chương để ôn lại kiến thức vào chương 3 này các em nhé. Bài tập đầu tiên là bài tập số 1 trang 127 với đề bài như sau. Một nhóm học sinh đang tiến hành một thí nghiệm nghiên cứu tác động nhiệt của đồng carbonate và kẽm carbonate rắn. Kết quả hai thí nghiệm được tóm tắt như sau. Chúng ta chưa có điều kiện làm thí nghiệm thì chúng ta sẽ xem cái đoạn phim thí nghiệm và tóm tắt lại cùng các bạn các em nhé. Đầu tiên là phản ứng nhiệt phân đồng carbonate. This is a demonstration of the decomposition of copper 2 carbonate. It's decomposing or will decompose into copper 2 oxide. Cô sẽ tua nhanh một chút nha các em. Vậy các em Over thấy a blue thầy flame, đã lấy cái hợp chất holding the đồng test tube carbonate away ra và from hợp chất này yourself nó or away có from màu others. xanh lá cây, đúng And không? as it heats up, it will begin to bubble and you'll see the Thế. outer. Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu đun You're nóng seeing nó some bằng đèn pin movement in the sen ha. powder. Các em cũng học tập cái kỹ năng đun nóng của thầy ha. And again, just remember to point the test tube away from Chúng ta yourself, away nên from di others. chuyển cái ống nghiệm một chút để cho cái nhiệt nó vả đều It và nó takes không just a làm minute for it to heat vỡ up. cái ống nghiệm các em. And again, this is a decomposition reaction, so we're taking a larger molecule and breaking it up into smaller molecules. Ok, các em đã thấy hiện tượng So gì xảy as the ra chưa? copper 2 carbonate is Cái bột đồng decomposing, màu xanh lá, carbon bột đồng carbonate dioxide màu xanh gas will lá be đã dần dissolved, chuyển and with sang our màu đen, test đúng không các flame, em? the Màu carbon đen đó dioxide chính là gas, màu by đen taking của a đồng lit oxit đấy wooden các em ạ. splint, holding it into the mouth of the test tube, and if it goes out. Ok, rồi để thử nghiệm khí sinh ra thì thầy đốt nóng một que đóm và đưa vào trong cái bình. Thì các bạn thấy là khi đốt đốt một que And đóm đưa indeed, it vào does thì go cái que out. đóm nó And I cứng don't know không các much if bạn. you Như noticed, vậy but chất the khí này flame trong actually cái ống turned a nghiệm little này nó không green. duy trì And that's cháy because some thì rất copper có nhiều khả năng actually đó got chính on the là wooden đồng splint and the copper will là burn khí anyway. carbonic So if that ha. Rồi. Như vậy các bạn nhìn cái sơ đồ mà đề bài đã tóm tắt chúng ta đó là bột đồng carbonate màu xanh lục nhiệt tức là đun nóng đúng không các em? Mũi tên thử nghiệm dương tính đối với carbon dioxide giải phóng ra, có nghĩa là thí nghiệm này nó giải phóng ra một chất khí và để thử xem chất khí đó là khí gì thì người ta có thể dùng que đóm đưa vào. Chất khí đấy làm cho que đóm nó tắt ngấm đi, chứng tỏ đó là khí carbonic không chỉ sự cháy. Rồi mũi tên thứ hai sinh ra chất bột màu đen, chất bột này ngược lại nó vẫn cứ màu đen. Tiếp theo chúng ta nhìn sang cái phản ứng nhiệt phân kẽm carbonate nha các em. Carbonate là một cái chất màu trắng. Ở trong thí nghiệm này thì để nhiệt phân người ta lại không có sử dụng kim cứng liệt mà sử dụng một cái bộ dụng cụ để cố định cái giá ống nghiệm và cố định được cái ống nghiệm chúng ta sẽ nhiệt phân luôn các bạn. Rồi cũng dùng đèn thuốc sen để mà đun nóng. Ta thấy chất rắn bắt đầu có cái sự di chuyển đúng không? Điều này chứng tỏ gì các bạn? Và chứng tỏ cho lòng chất giống này đã sinh ra khí làm cho nó chuyển động. Và để thử những chất khí sinh ra đấy thì cái đầu ống dẫn khí sẽ được đưa vào trong một ống nghiệm chứa nước vô trong. Các bạn sẽ thấy là nước vô trong đã trở nên đục rồi đúng không? Ở đây cũng là một thí nghiệm để thử nghiệm khí sinh ra có phải khí CO2 hay không. Thì chúng ta biết khí CO2 sẽ kết hợp với lại rồi hãy xem sản phẩm rắn thu được còn lại là gì các bạn. Chúng ta được một chất bột màu vàng là kẽm oxit. Khi đun nóng thì kẽm oxit có màu vàng. Nhưng mà khi để nguội thì cái màu vàng này lại từ từ chuyển thành màu trắng thì các em. Như vậy các bạn hiểu cái sơ đồ và đề bài cho chưa các bạn? Một kẽm carbonate màu trắng đun nóng ra một chất khí mà thử nghiệm dương tính với carbon dioxide, có nghĩa là chất khí đó chính là khí carbon dioxide vì nó làm nước vô trong cái đục ha. Và ra một cái chất bột màu vàng là kẽm oxit.
ở chất bột này có đặc điểm là khi nó nguội đi thì nó lại trở về mẹ màu trắng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem đề bài hỏi chúng ta cái gì nhé. Câu A, bằng chứng nào cho thấy phản ứng hóa học đã diễn ra trong cả hai trường hợp? Thì các bạn cũng biết là thông thường các dấu hiệu cho chúng ta biết có phản ứng xảy ra đó là sự đổi màu, sự tạo khí, sự kết tủa gì đó đúng không? Nhưng mong các bạn mà ở đây các bạn thấy hai hiện tượng quan trọng nhất đó là có sự đổi màu và sự tạo thành chất khí. Câu B, người ta hỏi bằng chứng tốt và đáng tin cậy nhất cho một phản ứng ở đây là gì? Vâng, trong rất nhiều cái hiện tượng mà các bạn có thể nhìn thấy thì cái bằng chứng chủ chốt nhất cho cái việc xảy ra một phản ứng hóa học đó là có sự tạo thành một chất mới. Đúng không các em? Vì bản chất của phản ứng hóa học là biến các chất này trở thành cái chất khác. Vậy thì trong hai phản ứng vừa rồi các em thấy có cái chất nào mới được sinh ra? Cái bằng chứng rõ ràng nhất là có sinh ra cái chất khí, khí carbonic đúng không các em? Cái chất ban đầu không có khí carbonic nhưng sau khi ta đưa nó lại thành khí carbonic. Vậy chúng ta sẽ trả lời câu B đó là sự tạo thành chất khí. Câu C, viết phương trình dạng chữ cho hai phản ứng thì các bạn viết thôi. Ở đây là một kỹ năng cũng khá là quen thuộc với các bạn ở năm lớp 9 rồi đúng không? Đồng carbonate đun nóng thì thành khí carbonic và đồng oxit. Và tương tự chúng ta thậm chí các em có thể viết ở chương trình dạng ký hiệu ha. Kẽm carbonate thành khí carbonate và kẽm oxit. Ok các bạn ha. Rồi, câu D. Viết một mô tả ngắn gọn về những gì em quan sát được nếu đun nóng mạnh bột kẽm oxit rồi sau đó để nguội. Qua cái thí nghiệm rồi các bạn thấy là cái bột kẽm oxit nó có một cái điểm đặc biệt là nếu ta đun nóng thì nó sẽ có màu vàng và giống như là ta không đun để nguội thì nó lại có màu trắng. Giống như cái mặt chúng ta đang nóng thì cái mặt ta đỏ bừng sau đó nó trở lại bình thường đúng không các em? Đấy, thì chúng ta sẽ ghi ngắn gọn là bột kẽm oxit chuyển từ màu vàng sang màu trắng. Câu E, người ta hỏi biến đổi này có phải là một biến đổi hóa học hay không? Tức là việc kẽm oxit chuyển từ màu vàng sang màu trắng có phải biến đổi hóa học hay không? Thì các bạn cũng suy luận sao nhỉ? Biến đổi hóa học tức là phải biến từ chất này thành chất khác, đúng không? Mà kẽm oxit dù nó đổi màu nhưng kẽm oxit thì nó vẫn là kẽm oxit. Vậy nó có phải là một cái biến đổi hóa học không kem? Không ha, nó là một cái biến đổi vật lý bình thường thôi. Sự biến đổi màu của một kẽm oxit không phải là biến đổi hóa học vì đâu có sự tạo thành chất mới đâu. Rồi, cô hy vọng bài giải của các em sẽ đúng với bài giải của cô ha. Rồi, nếu các em có vấn đề gì thắc mắc trong quá trình giải, nhất là so sánh bài giải của mình với bài đáp án cho, thì các em hãy cứ nốt lại và mạnh dạn gửi câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi nhé. Tiếp theo là bài tập 2 trang 127. Khi đưa một dải magie đang cháy xuống một chứa khí carbon dioxide thì phản ứng xảy ra là magie cộng CO2 ra magie cộng carbon. Hiện tượng nào cho thấy carbon được tạo ra và viết phương trình dạng chữ phản ứng này? Ở đây cô sẽ lấy một cái đoạn phim thí nghiệm phản ứng giữa magie với carbon dioxide nhưng mà ở dạng nước đá khô để các bạn nhìn thấy được cái độ mãnh liệt của phản ứng như thế nào ha. Mời các bạn xem. Rồi. Một trên một tảng đá khô tức là khí carbonic mà nó đang đặt các bạn, chúng ta đốt một dây magie và đậy một tảng đá khô lên. Theo các bạn thông thường á, sự cháy nó xảy ra thì nó cần cái gì các bạn? Có phải cần oxy đúng không? Như vậy chỗ này á, việc mà bạn lấy một tảng nước đá khô khác bạn đè lên tảng nước đá khô kia cho chúng ta thấy rằng là phản ứng ở đây hoàn toàn không có oxy. Và thông thường không có oxy là phản ứng cháy nó sẽ tắt đấy. Để xem nó có tắt không nha các bạn. Chúng ta thấy hoàn toàn là nó không tắt và phản ứng không gian tiếp tục diễn ra và chúng ta có sự mất liền khá là nặng. Đang làm cho cái đá khô nó hắt hơi đi, tức là nhiệt lượng tạo ra rất lớn và cháy xém đúng không các em? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trong bài này nhé. Hỏi hiện tượng nào xảy ra thì các bạn thấy rõ hiện tượng là cháy rất sáng đúng không? Nhưng người ta hỏi tập trung là hiện tượng nào cho thấy carbon được tạo ra. Thì carbon là cái chất bột màu đen cho nên nếu muốn thấy carbon sinh ra thì ta sẽ trả lời là tạo thành chất bột màu đen. Trong thí nghiệm vừa rồi nếu chúng ta nhấc sau khi phản ứng xảy ra xong nhấc lên chúng ta sẽ thấy có cái bột màu đen tạo thành. Câu B, viết phương trình dạng chữ cho phản ứng này. Thì chúng ta biết là magie cộng khí carbonic ra magie oxit cộng carbon. Câu C, chất nào đã bị khử oxy hóa trong phản ứng này? Thì để biết chất nào bị khử, chất nào bị oxy hóa chúng ta sẽ phải tính số oxy hóa ra.
dựa vào số oxy hóa mà chúng ta trả lời đúng không? Chúng ta cùng tính nhé. Magie là đơn chất nên số xóa là 0 nè. CO2 số oxy hóa của oxy là trừ 2 nhân 2 là trừ 4. Vậy thì carbon đứng trước là cộng 4 này. Magie O số oxy hóa của oxy là trừ 2 nè. Vậy magie đứng trước là cộng 2 này. Carbon đứng một mình vậy số xóa là 0 này. À như vậy quan sát chúng ta sẽ thấy chất bị oxy hóa chính là magie vì số xóa được tăng lên. Còn chất bị khử là CO2 vì số oxy hóa của carbon trong đó đã giảm xuống ha. Đây là phần kiến thức trong cái bài phản ứng oxy hóa khử mà chúng ta đã học. Câu D. Magie oxit phản ứng với axit chlorhydric tạo thành muối magie cloro và nước. Hãy viết phương trình dạng ký hiệu. Thì chúng ta cũng có thể viết là magie oxit là MgO cộng HCl ra MgCl2 cộng hydro. Nhớ cân bằng phương trình bạn. Câu E. Magie sunfat được tạo thành khi thêm magie và dung dịch kẽm sunfat. Thì các bạn thấy đây là một kiểu phản ứng thế mà chúng ta cũng đã học rồi đúng không? Ở câu C, câu E là các phản ứng thế, còn câu D là phản ứng trao đổi. Thì ở câu E này người ta yêu cầu bạn viết trình ion và giải thích vì sao nó là chất khử. Như vậy để giải thích chất khử thì chúng ta sẽ tính số siêu hóa nhé. Magie đứng một mình số xóa là 0 đúng không? Kẽm nằm chung với gốc SO4 mà SO4 là trừ 2 vậy thì kẽm là cộng 2. Magie nằm với SO4 cũng sẽ là cộng 2 và kẽm đứng một mình là 0. Rồi cái yêu cầu đầu tiên là để viết phương trình ion thì các bạn còn nhớ cô có hướng dẫn các bạn là gì? Các hợp chất ion mà khi nó tham gia phản ứng trong dung dịch ấy, thì nó sẽ phân ly thành các ion đúng không các bạn? Như vậy phương trình ion ở đây ta biết làm sao nào? Magie là kim loại thì đương nhiên không phân ly. ZnSO4 là hợp chất ion trong dung dịch sẽ phân ly thành Hn2 cộng và SO4 2 trừ. MgSO4 thì sẽ phân ly thành Mg2 cộng SO4 2 trừ đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết phương trình ion như thế này. Tức là ta tách các hợp chất ion thành các ion di chuyển tự do ra. Còn chất nào không tách được thành ion thì ta cứ để ít. Vậy các bạn sẽ thấy ngay là ở chúng ta có cái ion SO4 đó, trước phản ứng cũng vậy và sau phản ứng cũng vậy. Chứng tỏ rằng ion SO4 chỉ là cái thành phần phụ, nó không ảnh hưởng gì đến thí nghiệm đúng không các bạn? Vậy chúng ta có thể hoàn toàn bỏ SO4 đi thành phương trình ion thu gọn như sau. Ha. Rồi, cái yêu cầu tiếp theo là người ta hỏi vì sao magie là một chất khử. Thì các bạn cứ trả lời là bởi vì magie nó chất khử nghĩa là nó khử, khử khác đúng không bạn? Khử cái nào? Magie đã khử nguyên tố nào? Magie đã khử kẽm từ cộng 2 xuống 0 cho nên nó được gọi là chất khử các bạn ha. Đó là bài tập số 2. Lại cho chúng ta về các dạng phản ứng, nhấn mạnh về cái phương trình oxy hóa khử, các phản ứng trao đổi.